À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với khóa học chữ câu hỏi trong sách Lịch sử và Địa lý lớp 7, bộ sách mang tên Chân trời sáng tạo. Chúng ta sẽ đến với bài học số 1, Thiên nhiên châu Âu. Vậy thì video này sẽ trợ cho các em những câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Với câu hỏi mở đầu trang 97 bài 1 Địa lý lớp 7. Vậy thiên nhiên châu Âu có đặc điểm gì nổi bật và phân hóa như thế nào? Chúng ta có thể biết rằng thiên nhiên châu Âu là một bộ phận của lục địa Á Âu, khí hậu chủ yếu là ôn hòa. Thiên nhiên đẹp như một bức tranh đầy màu sắc. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi trang 98 địa lý lớp 7. Dựa vào hình 1.1 và thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm kích thước và hình dạng của châu Âu. Nêu đặc điểm vị trí địa lý của châu Âu. Chúng ta sẽ quan sát hình 1.1, bản đồ tự nhiên châu Âu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để trình bày đặc điểm kích thước và hình dạng của châu Âu nhé. Đặc điểm kích thước và hình dạng của châu Âu có diện tích nhỏ khoảng 10,5 triệu km vuông, lãnh thổ trên đất liền trải dài từ khoảng 36 độ Bắc đến 71 độ Bắc. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi nêu đặc điểm vị trí địa lý của châu Âu. Đặc điểm vị trí địa lý của châu Âu là châu lục ở phía tây của lục địa Á Âu, nằm hoàn toàn trên bán cầu Bắc, có ba mặt giáp biển và đại dương. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi trang 98 địa lý lớp 7. Dựa vào hình 1.1 và thông tin trong bài, em hãy kể tên và xác định các đồng bằng, các dãy núi chính ở châu Âu. Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình đồng bằng và miền núi ở châu Âu. Chúng mình sẽ quan sát hình 1.1, bản đồ tự nhiên châu Âu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kể tên và xác định các đồng bằng, các dãy núi chính ở châu Âu nhé. Kể tên và xác định các đồng bằng, các dãy núi chính ở châu Âu. Đầu tiên là đồng bằng Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu thì nằm ở phía đông và trung tâm. Thứ hai là núi già Scandinavia, Ural nằm ở phía bắc và vùng trung tâm. Thứ ba là núi trẻ Pyrenees, Alps, Carpat, Ban Căng nằm ở phía nam. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích đặc điểm các khu vực địa hình đồng bằng ở miền núi châu Âu. Đặc điểm các khu vực địa hình đồng bằng và miền núi ở châu Âu. Đồng bằng tạo thành một dải, đồng bằng Đông Âu là lớn nhất, chiếm hơn 50% diện tích của châu Âu. Tiếp theo là núi già, chạy theo hướng Bắc Nam. Thứ ba là núi trẻ, chỉ chiếm 1,5% diện tích của lãnh thổ, phân bố chủ yếu ở phía Nam, đỉnh Elbrus là đỉnh núi cao nhất châu Âu, cao 5.642m. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi trang 98 địa lý lớp 7. Dựa vào hình 1.2 và thông tin trong bài, em hãy kể tên cách đới và kiểu khí hậu của châu Âu, trình bày đặc điểm phân hóa khí hậu ở châu Âu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình 1.2, bản đồ khí hậu châu Âu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kể tên cách đới và kiểu khí hậu của châu Âu nhé. Đầu tiên là đới khí hậu cực và cận cực. Đới khí hậu ôn đới bao gồm có kiểu khí hậu ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, khí hậu núi cao. Đới khí hậu cận nhiệt, kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày đặc điểm phân hóa khí hậu ở châu Âu. Khí hậu châu Âu phân hóa đa dạng thành các đới và kiểu khí hậu khác nhau. Đới khí hậu cực và cận cực, lạnh giá quanh năm, mưa ít. Đới khí hậu ôn đới bao gồm có kiểu khí hậu ôn đới hải dương, ôn hòa, hè mát, đông thì ấm, ôn đới lục địa, mùa hè nóng, mùa đông lạnh, mưa ít, tuyết rơi nhiều, khí hậu núi cao, càng lên cao càng lạnh. Đới khí hậu cận nhiệt, kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải, mùa hè nóng, khô, mùa đông ấm, có mưa rào. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi trang 100 địa lý lớp 7. Dựa vào hình 1.1 và thông tin trong bài, em hãy xác định các con sông lớn ở châu Âu, Volga, Danube, Drina, cho biết các con sông trên đổ ra biển và đại dương nào. Chúng ta sẽ quan sát hình 1.1,
bản đồ tự nhiên châu Âu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định các con sông lớn ở châu Âu. Volga, Danube, Rhine nhé. Đầu tiên là sông Rhine nằm ở Tây Âu. Sông Danube thì nằm ở Nam Âu. Sông Volga thì nằm ở Đông Âu. Các con sông trên thì đổ ra Bắc Băng Dương. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi trang 100 địa lý lớp 7. Dựa vào hình 1.1, hình 1.2 và thông tin trong bài, em hãy xác định các đới thiên nhiên ở châu Âu. Cho biết thiên nhiên ở đồi ôn hòa của châu Âu có sự phân hóa như thế nào. Chúng ta sẽ quan sát hình 1.1 bản đồ tự nhiên châu Âu và hình 1.2 bản đồ khí hậu châu Âu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định các đới thiên nhiên châu Âu. Đầu tiên là đới lạnh, chiếm diện tích nhỏ ở các đảo, quần đảo thuộc Bắc Băng Dương và một phần lãnh thổ phía Bắc châu Lục. Tiếp theo là đới ôn hòa, chiếm phần lớn lãnh thổ châu Âu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau xem thiên nhiên ở đới ôn hòa của châu Âu có sự phân hóa như thế nào nhé. Đầu tiên là ven biển, phía Tây có rừng lá rộng. Lục địa phía Đông, thiên nhiên có sự thay đổi từ Bắc xuống Nam. Ở phía Nam châu Lục, khí hậu khô, nóng vào mùa hè. Chúng ta sẽ đến với phần luyện tập 1 trong 101 địa lý lớp 7. Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm khí tượng sau. A nhỏ, nêu nhận xét đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa tại hai trạm khí tượng trên. B nhỏ, cho biết hai trạm khí tượng trên thuộc kiểu khí hậu nào. Chúng ta sẽ quan sát hình 1.4, biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai trạm khí tượng ở châu Âu. Đầu tiên là trạm Brest, Pháp. Thứ hai là trạm Kazan, Liên bang Nga. Chữ 820 đây là tổng lượng mưa của năm. Màu xanh là biểu tượng của lượng mưa và vạch màu đỏ là biểu tượng của nhiệt độ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nhận xét nhé. Nhận xét đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của tại hai trạm. Đầu tiên là trạm Brest, Pháp. Nhiệt độ trung bình năm trên 0 độ C, mùa hè thì mát, mùa đông không lạnh lắm, mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn, tổng lượng mưa là 820mm trên một năm. Tiếp theo là trạm Kazan, Liên bang Nga. Biên độ nhiệt lớn, mùa hè nóng, mùa đông lạnh giá, lượng mưa ít 443mm trên một năm. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau xem hai trạm khí tượng trên thuộc kiểu khí hậu nào nhé. Dựa vào hình 1.2, đầu tiên là trạm Brest Pháp, kiểu khí hậu ôn đới hải dương, còn trạm Kazan ở Liên bang Nga là kiểu khí hậu ôn đới lục địa. Chúng ta sẽ đến với phần vận dụng 2 trong 101 địa lý lớp 7. Em hãy lựa chọn thực hiện một trong hai nhiệm vụ sau. Đầu tiên là nhiệm vụ số 1. Hãy sưu tầm những thông tin về khí hậu ở châu Âu hiện nay và viết một đoạn văn ngắn thể hiện tóm tắt những thông tin em sưu tầm được. Nhiệm vụ số 2. Hãy sưu tầm những hình ảnh về sông ngòi hoặc đới thiên nhiên của châu Âu và chia sẻ với bạn. Đầu tiên là nhiệm vụ số 1. Khí hậu châu Âu thì phân hóa đa dạng thành nhiều kiểu đới khí hậu. Mỗi đới khí hậu lại phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau. Phần lớn lãnh thổ nằm trong đới khí hậu ôn đới, phân hóa thành hai kiểu. Ôn đới hải dương phân bố ở các vùng ven biển, có khí hậu mát mẻ, điều hòa. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa, phân bố ở vùng trung tâm và phía đông lục địa, có mùa hè nóng, mùa đông lạnh và ít mưa. Tiếp theo là nhiệm vụ số 2. Chúng ta có thể quan sát một số 1. Sông Volga là dòng sông dài nhất châu Âu, được mệnh danh là dòng sông dòng chảy của tâm hồn Nga. Tiếp theo là hình số 2. Cảnh rừng phong tuyệt đẹp ở Canada. Lá phong là biểu tượng của quốc kỳ Canada. Hình số 3 là vẻ đẹp hùng vĩ của dãy núi Alps. Dãy núi được coi là nóc nhà của châu Âu. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Cô xin chào và tạm biệt các em ở những video tiếp theo nhé. Khóa học viên rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.